kẻ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị khởi tố thêm tội danh. Bắt cóc hai bé gái đưa về căn hộ tại chung cư Sài Gòn Pearl nhằm phục vụ mục đích đê hèn, Phạm Huỳnh Nhật Vi bị khởi tố thêm tội danh mới. Ngày 12 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, ngụ tỉnh Tiền Giang về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Trước đó, Nhật Vi bị Công an quận 1 khởi tố về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Như vậy, trong vụ án này, kẻ bắt cóc bị khởi tố về hai tội danh. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Vi móc nối với một người nước ngoài, tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, ép buộc các cháu thực hiện việc khiêu dâm để Vi quay video, chụp ảnh, gửi cho người nước ngoài. Đổi lại, người này sẽ gửi tiền cho Vi tiêu xài. Ngày 3 tháng 4, Vi dụ dỗ hai bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi đưa về căn hộ tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, chiếm giữ và ép buộc các cháu thực hiện theo ý đồ của bị can. Ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1 và các đơn vị giải cứu hai cháu và bắt giữ Vi.